bầu không khí hôm nay sao ảm đạm u ám quá. Ồ, từ đâu xuất hiện một con khủng long T-Rex? Wow, nó là tấn công của con khủng long Carnotaurus các bạn. Ồ, con khủng long T-Rex đã nuốt con khủng long Carnotaurus rồi. Ồ, tiếp đến là con khủng long Tyrannosaurus. Ồ, con khủng long tuy có cái móng dài nhưng vẫn không chống cự ra được con khủng long T-Rex này. Wow, ôi con Velociraptor này không biết chạy đi à. Ôi không, nó đã ăn luôn con Velociraptor rồi các bạn ơi. Và chắc chắn chú khủng long Apatosaurus tội nghiệp chậm chạp này không thể nào chạy thoát khỏi nanh vuốt của con khủng long T-Rex này được rồi. Ồ, thật là quá tàn nhẫn mà mình không muốn xem nữa các bạn ơi. Ôi, không. Ôi, sao đây có nhiều khủng long nằm la liệt đây vậy? À, thì ra là như vậy. À, các bạn ơi, hãy xem hết clip này nha. Vì hôm nay có rất là nhiều những chú khủng long đây. Haha. Lúc nãy là một câu chuyện tưởng tượng nó rất là... hoặc là nó không có ra đâu vào đâu của mình nữa đó. Nhưng mà chủ yếu là để mình đến giới thiệu đến các bạn tất cả những con khủng long mình có ngày hôm nay. À, toàn là khủng long mà thôi. Các bạn có biết tên những con khủng long này không? Nếu chưa biết thì hãy xem hết clip này để mình nói cho các bạn nghe nha. Đây, đầu tiên mình có một cái đầu con khủng long T-Rex màu xanh lá cây nha. À, các bạn có thắc mắc là vì sao nó chỉ có cái đầu thôi không à? Đây, để giới thiệu luôn cái đầu này đi rồi mình sẽ nói cho bạn biết. À, một cái đầu T-Rex màu đỏ đó nè. À, há miệng ra được luôn. Cái đầu này để mình chọt cái tay vô đó các bạn. Chọt cái tay vô xong mình cổ á, để gọi là mình điều khiển khủng long. Nhưng là lúc đầu mình có làm cái vở kịch to nhỏ cho các bạn xem đó. Còn đây, tiếp tục lại là một con khủng long T-Rex nữa đó nha. Một con khủng long T-Rex toàn thân màu đỏ. Wow, trông con này đáng sợ quá các bạn ơi. Trời ơi, rất là nhiều những cái răng rất là sắc nhọn kìa. Nhìn thấy nổi da gà rồi. Oh, đây có một con Indominus Rex. Wow, rất là nhiều những chiếc gai nhọn nhọn trên lưng nha. Miệng thì há rộng ra, con này nó rất là ghê, nó chuẩn bị chiến đấu rồi đó các bạn. Răng rất là sắc nhọn nha. Ồ, sợ quá các bạn ơi. Sợ nhưng mà mình mắc cười vì đây đồ chơi. Tiếp theo là một con khủng long T-Rex nữa nha. Một chú khủng long T-Rex này rất đặc biệt. Chú ấy có một cái bộ trang phục đó là giống Spider-Man nha. À, các bạn thấy có đẹp nào, rất là ngầu nha. Độ ngầu hiện tại của chú ấy là 100 điểm. Tiếp tục là một chú khủng long T-Rex nữa, màu xanh dương, có những cái đường rạch màu vàng. Wow, đẹp quá các bạn ơi. À, có cái miệng này cử động luôn nè. Đó, thấy ghê không? Có cái miệng này nó bị lỏng các bạn, lúc nào nó cũng há như vậy đó. Rồi, bỏ xuống đây. Tiếp đến là một con khủng long T-Rex nữa. Các bạn thấy con khủng long này có sống đầu nè. Nhìn nó rất là chân thực nha các bạn. Da rồi chân rồi tay rồi đó, rất là đẹp luôn. Wow, răng thì phải rồi, quá trời những chiếc răng. Đẹp quá à các bạn. Ồ, đây có một con khủng long T-Rex nó đang bước đi nè các bạn. Ồ, nó đang giận dữ các bạn ơi. Các bạn đang rất là đói rồi đó. Các bạn nhớ nói nhỏ thôi nha, kẻo bị nó phát hiện rồi đó. Ôi, chà chà. Nó vẫn đang tiếp tục đi tìm thức ăn cho mình. Wow, chúng ta chỉ dám quan sát ở bên ngoài cái hàng rào này thôi nha các bạn. Đây, tiếp theo là một con khủng long nữa. Đây là một con khủng long xanh môi, là con Indominus Rex này. Màu đen, trông rất là hung dữ. Thấy chưa các bạn ơi, trời ơi con này nó là chỉ cả
càng quay của nó là nhìn rất là sắc sảo nha, nhìn còn tăng sức mạnh của khủng long này lên hay sao á, trông thật là đẹp các bạn. Wow, cái màu xám đen này nhìn ngầu quá trời các bạn ơi. Tiếp đến là một con khủng long Indominus nữa nè. Đây, con này thì toàn thân màu đỏ rất là bóng bẩy à. Chắc là con này nó ăn nhiều vitamin A quá hay sao mà nó đỏ lè lét vậy nè. Chắc không phải đâu các bạn, đây là một con khủng long đột biến đó. À, các bạn thấy chưa, nó rất là gai nhọn khắp người luôn. À, cái miệng thì há ra. Ồ, con Indominus Rex này nó đang uống nước các bạn ơi. Wow, có vẻ nó đang rất là khát nước đó. Ồ, sao uống tí xíu vậy, uống nữa đi khủng long ơi. Ôi, nó không uống rồi các bạn. Tiếp đến là một con Velociraptor nha, một loài khủng long cực kỳ là thông minh. Khả năng săn mồi theo bầy đàn rất là nguy hiểm các bạn. Đấy, con này thì có màu xám và có một cái hai cái đường rằn hai bên mắt chạy xuống nha, chạy dao theo người của nó rất là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy có đẹp không? Mình là mình mê con này lắm nha. Tiếp theo mình có một con T-Rex màu cam đất này, trời ơi nhìn đẹp quá các bạn. Nhưng con khủng long này, cái điểm đặc biệt của nó là cái tay trước nhỏ xíu mà cái chân to đùng. Mình hay gọi là chân to các bạn. Đây là người bạn chân to của mình. Và màu dính tèm lem rồi bạn ơi. Con mình nghịch quá đó các bạn. Ồ, con T-Rex này nó đang chuẩn bị gầm nè các bạn ơi, hãy đón xem. Wow. Ồ, tiếng gầm khủng long bạo chúa nghe đã tai quá các bạn ơi. Tiếp theo là con Indominus Rex nữa. Lần này là cái màu vàng chóe luôn nha. Trời ơi, sao mà màu mè thế này. Nhưng nó rất là hung dữ nha các bạn. À, móng tay rất là dài nha, nó cào cào ghê lắm. Cái miệng rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn lộn trộn luôn. À, các bạn thấy ghê chưa, rất là ngầu. Đây, con khủng long Indominus Rex này nó đang nằm nghỉ trưa nè các bạn. Trời nắng quá đi, trời ơi, nắng chang chang luôn á. À, ở đây không phải là con khủng long, nhưng đây là một con kinh khủng. Và với kích thước của bộ lông này, mình đoán là nó phải sống rất là lâu đó các bạn. Nên bộ lông nó bạc trắng lắm rồi, trời ơi. Nhưng mà nhìn rất là đẹp nha các bạn. Còn tiếp theo là một con khủng long T-Rex nữa. Wow, con này nó có cái phần đầu rất là đặc biệt. Nó cảm giác như là, mình cảm giác như là nó đang đội một cái nón bảo hiểm rồi đó các bạn. À, các bạn thấy đẹp không nè. Trông cực kỳ là đẹp luôn. Cái miệng cà há to, làm cái lưỡi rất là tinh tế. Và người ta làm cái lưỡi rất là giống thật luôn. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Đây, mình còn một con T-Rex nữa nha. Con T-Rex này thì nhìn nó không có đẹp mấy, nhưng mà cái tướng chạy của nó rất là thích, tướng nhìn rất là năng động các bạn. Nó đang hướng vào phía trước để nó chạy những cái bước giải thật xa và nhanh để săn mồi đó. Ồ, con T-Rex này nó lại chuẩn bị gầm nữa rồi các bạn. Ồ, đánh hơi hít dữ các bạn. Ồ, con T-Rex này có vẻ nó thích gầm quá, lần nào mình thấy nó cũng gầm đấy. À, một chút khủng long đáng yêu, Ankylosaurus. Một bộ giáp gai, rất là nhiều gai trên lưng luôn. Và một chiếc đuôi như là một cái chùy vậy đó các bạn. Trời ơi, con này thì nó rất là bảo vệ bản thân, rất là tốt luôn. À, các bạn có thấy chưa, cái bộ giáp của nó rất là đồ sộ. Wow, những cái tướng đi của nó rất là chậm rãi, từ từ luôn nha. Ồ, như nó mới cười vậy các bạn. Đây, và đây một con khủng long có một cái sừng đằng trước. Ủa, các bạn là khủng long gì? À, đây là con Styracosaurus nha. Màu nâu đen này trông rất là mạnh mẽ. Wow, đây một khủng long rất hiền. Con này thì ít khi kiếm chuyện với những con khủng long khác lắm. Còn đây tiếp tục là một chú khủng long T-Rex cuối cùng.
Và chú khủng long T-Rex này có một bàn chân rất là to, mình hay gọi chú ấy là chú khủng long T-Rex chân vịt. Các bạn thấy nhìn giống cái chân vịt không? Giống lắm, mình mới đặt tên vị trí bộ. Sau 2 lần gầm thì con khủng long T-Rex này có vẻ đã mệt mỏi rồi các bạn. Thôi, chúng ta hãy cho nó nghỉ ngơi nhá. Và video clip mình nay đây cũng hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.